Thưa quý vị, suốt hơn 2 năm qua, diễn biến dịch COVID-19 đã có những tác động trực tiếp tới nhu cầu tìm kiếm, mức độ quan tâm bất động sản, đặc biệt là bất động sản cho thuê khiến cho nhu cầu sụt giảm. Đến nay, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, đã kéo theo phân khúc này được phục hồi. Nhiều mặt bằng bỏ trống đang dần được lấp đầy với các quán xá và cửa hàng. Dạo quanh nhiều tuyến đường tại Hà Nội như Trần Xuân Soạn, Phạm Ngọc Thạch, Võ Thị Sáu, Bạch Mai, sau một thời gian yên ắng, những con đường này giờ đã tràn đầy sức sống khi những dịch vụ tiện ích đời sống được phép hoạt động trở lại. Anh Ngô Mạnh, một môi giới mặt bằng cho thuê tại Hà Nội cho biết, đơn đặt hàng tìm mặt bằng làm quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, tiệm thuốc, siêu thị mini, đặt trụ sở ngân hàng thời gian gần đây đang tăng trở lại. Theo anh Mạnh, giá thuê so với thời điểm năm ngoái đã nhỉnh hơn khoảng 5-10%. Lượng khách có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh tăng rất mạnh vào thời điểm này. Đặc biệt, khu vực trung tâm tuy có giá thuê cao nhưng tỷ lệ khách tìm thuê mặt bằng vẫn rất lớn. Theo báo cáo thị trường những tháng đầu năm của bấtđộngsản.com.vn, mức độ quan tâm của hầu hết các loại hình bất động sản cho thuê tại Hà Nội đều tăng mạnh trở lại. Cụ thể, lượng tin giao cho thuê cửa hàng, kiosk tăng 46%, tin giao cho thuê mặt bằng phố tăng 62% so với tháng 1 năm 2022. Điều này cho thấy các chủ mặt bằng cho thuê đã nhanh nhạy khi nhìn thấy xu hướng người lao động quay trở lại các thành phố lớn tìm việc, từ đó chuẩn bị sẵn mặt bằng và cho thuê để kịp đón khách. Theo các chuyên gia bất động sản, con số tăng đột biến về loại hình bất động sản cho thuê thể hiện việc người lao động từ các tỉnh đã quay trở lại thành phố lớn. Họ tìm chỗ ở để tiếp tục vùng quay mưu sinh vốn đã bị gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, công ty cũng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhu cầu tìm kiếm các bất động sản cho thuê thương mại cũng đang tăng mạnh trở lại do họ đã có nhiều thời gian chuẩn bị cho kinh doanh. Bên cạnh đó, các loại hình nhà trọ, phòng trọ cho thuê cũng tăng đột biến lên tới 237%. Lượng tìm kiếm nhà riêng cho thuê cũng tăng 77%, căn hộ cho thuê tăng 73%. Đáng chú ý, mức độ quan tâm văn phòng cho thuê cũng tăng 17%, trong khi trước đó gần như đi ngang. Chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang đánh giá, khi kinh tế lấy lại đà phục hồi và người dân có việc làm ổn định, thì thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê sẽ sôi động theo. Có thể đến đầu quý 2 2022, thị trường này sẽ kín chỗ.